everyone, it is Colloquial Vietnamese, and today's lesson 5. We've learned some phrases to show that you are worried, or phrases to calm others. Alright, so it is very necessary, and let's do it! So the first part, some phrases to say that you are worried. Alright, we have the first of all, lo quá, lo quá. Or you can say, cũng hơi lo. Cũng hơi lo. So what lo is for worry, and basically it's just I'm worried, I'm quite worried. And then you can also say sợ quá, sợ quá. I'm scared, I'm afraid. And then you can also say bồn chồn, bứt rứt. Bồn chồn and bứt rứt. These two words means anxious. So yeah, I'm very anxious now. Cảm thấy lương tâm cắn rứt. Cảm thấy lương tâm cắn rứt. And it means I'm being remorseful of the wrong thing that I did. Okay, and then next. Không biết là nó có bị làm sao không? Không biết là nó có bị làm sao không? So I don't know if something bad happens to him or her or it. Okay, I will give you some examples. Bài thi lần này làm được không? Bài thi lần này làm được không? Tôi không làm tốt lắm, cũng hơi lo. Tôi không làm tốt lắm, cũng hơi lo. So they are saying, did you do well the test this time? I did not do it real well and I'm quite worried. Alright, so moving on to the second part. To calm someone, we have some phrases. Không phải quá lo. Không phải quá lo. You don't need to worry. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Everything will be okay. Everything will be fine. Ổn is for okay. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa trời lại sáng. So it means that after the rain, the sky will be clear and the bright future or something. Sau cơn mưa trời lại sáng, and that's the phrase. And then you can also say bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Keep calm. Yên tâm đi. Rest assured. Bình tĩnh đi or yên tâm đi. Okay, they are very short, so easy to remember. And then you can also say đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. You don't need to think that much. Cái gì cũng có cách giải quyết. Cái gì cũng có cách giải quyết. So everything has its own solution. Some example is followed. Bố em bị ốm mà em không về thăm được. Em lo quá. Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Bố em bị ốm mà em không về thăm được. Em lo quá. Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. So they were saying, so my dad is sick and I cannot go back to visit him. That I'm very worried. Keep calm, everything will be fine. You don't need to think that much. The second example. Vừa mới bị đuổi việc, cuối tháng này lấy gì ra mà trả tiền nhà đây? Vừa mới bị đuổi việc, cuối tháng này lấy gì ra mà trả tiền nhà đây? So I have just been fired from work and I don't know what to do to pay this month rent. Yên tâm đi, cái gì cũng có cách giải quyết. Yên tâm đi, cái gì cũng có cách giải quyết. So everything has the solution and you don't need to worry. So the last part of today's lesson is to say that you are relieved. We have some ways, such as nhẹ cả người. Nhẹ cả người. Nhẹ is the adjective to be used to say something is light, not heavy, right? So you feel that you're lighter and you are relieved. That's what it means. Nhẹ cả người. Or you can also say tôi bớt lo rồi. Tôi bớt lo rồi. Or tôi đỡ lo rồi. I'm feeling less worried now. Okay? I'm feeling less worried now. Bớt căng thẳng rồi. Bớt căng thẳng rồi.
Căng thẳng is the word for stressful, and I'm feeling less stressful now. Quá may, quá may. Very lucky, lucky you. Tí nữa thì chết, tí nữa thì chết. Or suýt chết. Or hú hồn, hú hồn. So literally, that phrase means just a little bit more and I will die. So I was very close to death. I was very close to that bad situation and finally it did not happen to me. And tí nữa thì chết, suýt chết, hú hồn. They are very, very common. Let's look at some examples. Cuối cùng thì cũng thi đỗ, nhẹ cả người. Cuối cùng thì cũng thi đỗ, nhẹ cả người. Tí nữa thì tớ lỡ xe buýt. May quá. So finally, I passed the test and I feel very relieved now. So the second example, I almost missed the bus and that was lucky, lucky me. So it's now your turn to think about how to respond to these scenarios. So the first one, 3 ngày nữa có kết quả phỏng vấn. Không biết người ta có nhận em không nữa. 3 ngày nữa có kết quả phỏng vấn. Không biết người ta có nhận em không nữa. So in 3 days, I would get the result of the interview. And I don't know if they will accept me. Alright, so how to answer her? Second scenario. Ngày mai em thi đại học. Em lo quá. Ngày mai em thi đại học. Em lo quá. Tomorrow, I will sit the exam, the entrance exam to university, and I'm very stressed out. Okay, so how to say something to calm her? I'll see you next time.